chào mọi người hôm nay ở máy xìu minh châu có một lô cụ và có một vài con hàng trưng bày cũng rất là ok luôn mọi người ha anh em à, ai có nhu cầu về con nào thì ủng hộ còn anh em cần những dòng khác thì mình có thể đăng ký để video sau minh châu lên những cái dòng khác phù hợp thì anh em ủng hộ ha nhưng hôm nay thì ở đây đa phần là hàng ok hết anh em cái này là hàng à, có một vài con là của khách cầm ha khách cầm mà lâu không lấy khách gọi mà khách cũng không lấy luôn chẳng hạn như cái con hồng ký này đây mọi người ha có số điện thoại của anh cầm có ngày cầm đầy đủ ha mà cầm lâu quá mà không lấy mọi người nhưng mà máy là rất ok luôn núm này là mới thay luôn này mọi người tuyệt vời luôn đấy cầm thì không có cái núm này nhưng mà minh châu thấy nó xấu quá phải gắn cái núm mới vô <laughs> cái volume mới vô mọi người À, con này thì uh, số năm nhá 850.000 một con máy hồng ký này quá trời đạ luôn ha con này thì xài thoải mái luôn nhưng hàng cụ nhưng mà con này vẫn được bảo hành 6 tháng để anh em yên tâm tiếp theo là con uh, hàng tích này anh em nào mà cần hàng tít cái con này vừa hàng tít được vừa hàng que được Những anh em mà uh, có điều kiện thì mình có thể mua cái này về Mình uh, sắm thêm bồ dây khí là mình hàng tít Còn không thì mình uh, sử dụng để hàng que nhá một triệu mốt ha của hồng ký này mọi người hk 200 e nha mọi người kê chưa một triệu mốt kèm sẵn cho mọi người cái này là có kèm sẵn cho mọi người một cái dây hàng tích nhưng mà không có đồng hồ nha có cái dây hàng tích đó một triệu mốt số 4 số 3 bốn trăm rưỡi con này là hàng nội địa Hàn Quốc cái gì đây có bán chị thay cọc mới này đây đây thay cái gì là có ghi ở đây luôn thay cọc mới nha mọi người con này bốn trăm rưỡi cùng bảo hành 6 tháng cho anh em con này nặng lắm ha mấy cái hàng này thì xài chất tiếp theo là con CTC CTC số 2 500 nha mọi người cái này thì không có dây nha máy thì mới Ken sao bán luôn, chưa có sửa chữa luôn, chưa có bung luôn. Con này thì khách cầm 500 000 Anh em xài con này là giá mới của nó rất là cao nha. Giá mới của con này là triệu 650. À, tuyệt vời chưa? Chưa có dây thì anh em cần thì cứ ủng hộ. Con này là cũng bảo hành cho anh em 6 tháng luôn. Đây, 550. Con số 1 ha, Fian này mọi người. Con này thì thay cọc này, thay volume, thay volume luôn rồi, thay cọc hàng mới luôn này. Nhưng mà mấy con này là xài cực chất luôn. Số 1, 550 000 Rồi tiếp theo là qua hàng mới này. Nãy giờ mấy hàng cũ quên ghim điện. Nói chung là con nào là cũng bảo đảm sai ok bảo hành cho mọi người ha. Mình Châu làm nhanh có quên ghim điện cho mọi người xem máy luôn. Rồi, tiếp theo là con hàng bốt. Dòng này thì trứng trưng bày ở cửa hàng thôi, hộp nó hơi dơ thôi chứ còn vẫn ok ha. Sale luôn. Này 1 triệu 150 000 này để anh em uh, sở hữu một máy sử dụng ha một con duy nhất thôi nha ARC 200 dòng này thì anh em đi công trình báo các công trình xài thoải mái luôn đó dòng bot này bot chính hãng nha bot nhật có núm điều chỉnh dòng này đầy đủ để anh em uh, sử dụng có màn hình luôn riêng những cái hàng mà trưng bày là có cọc hàng có đầy đủ hết nha nguyên bộ mới ken luôn ha này mới đồng hồ báo đẹp luôn đó một triệu một trăm năm mươi nghìn này Tiếp theo dòng mini của Sasuke này mọi người Dòng này cũng là một cái dòng mà bán cực kỳ chạy của thương hiệu Sasuke mọi người Bởi vì chất lượng nó khá ok Nó có công nghệ inverter tiết kiệm điện năng tiêu thụ Dòng uh, Sasuke nhật có bán chị ha Có màn hình hiện thị luôn Dòng này là bảo hành cực lâu cho anh em luôn này Dòng này là bảo hành 18 tháng nha Ok chưa? 200 nha Từ 2 từ 20 cho đến 200 mb anh em có thể hàng thoải mái từ que 2 ly rưỡi que 3 ly 2 chơi xả láng cho em ha À, công trình anh em công trình lớn công trình nhỏ nếu mà những công trình lớn mà hàng sắt à, tương đối thì anh em có thể cày bừa thoải mái cả ngày con này là hàng hai ly rưỡi ba ly hai tuyệt vời luôn zx bảy hai n nhá một triệu một trăm năm nghìn tiếp theo là hàng Rilan này à, trên con này thì mới của nó là sẽ không có giắc cắm nha mọi người nhưng mà ở trong thùng á là nó có kèm cho mình một cái giắc cắm luôn rồi mình về mình từ đấu nối hoặc là mình à, có thể đấu qua cb ha nó chủ yếu là nó làm nó bọc chì ở đây để anh em về có thể đấu qua CB nhá. Đây. Ok chưa? Cuồng kháng cho anh em nhìn ở bên trong này. Đúng điều chỉnh nhá. Hôm nay con này một con một sale 900 000 cho anh em sử dụng này. Con này là bảo hành 24 tháng này, có tem bảo hành chống hàng giả luôn mọi người. Ok chưa? Của Rilan hàng chính hàng ấy, 900 thôi. Tiếp theo là con hàng mít. Mít của Kingwell mọi người ha. Cái này cũng bảo hành 15 tháng. Đó, dây dài cực dài luôn để anh em hàng này ha dây khoảng tầm gần hai mét rưỡi ha đúng điều chỉnh này có kẹp mát cho anh em luôn về anh em chỉ cần uh, mua cuồng dây hàng bỏ vô đây sau đó mình hàng nó là hàng mít hàng súng anh em hàng mỏng rất là ok luôn và hàng con này thì không sờ dính không sờ dịch gì cả cứ kê súng vô bấm là hàng thôi nó cứ ra dây ở trong cái súng này cầm cái súng và hàng thôi rất là đạt luôn mọi người ha đây ghim điền để mọi người thấy cái đồng hồ của hiển thị của cái dòng này cũng rất là đẹp luôn ha công tắc là bật ở đằng sau nha có quạt gió đầy đủ Đó đồng hồ đã không nó có ba chức năng ở đây mma là hàng que nha anh em 0.8 này 1. chấm này là mình có thể hàng được dây 1. chấm và 0.8 nha không dùng khí luôn cuồng dây không dùng khí ở minh châu là 170.000 là cuồng một ký có đầy đủ nha riêng những cái con này là có đầy đủ phụ kiện để anh em sử dụng còn những con hàng cụ thì chỉ có cái con hàng tích là có cái dây tích thôi còn lại là không có dây nhờ gì hết nha anh em nào có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xưởng minh châu hoặc mình có thể gọi điện thoại đặt hàng các số điện thoại bên trên màn hình nếu hôm nay không có con nào mà vừa ý với mình hoặc là mình có thể cần những cái dòng máy mài dùng khoang pin hàng bại đó hàng bại về thì minh châu chưa có thời gian để làm lên ha khoảng hôm hai hôm nữa là sẽ làm anh em đăng ký video để những video sau minh châu lên những cái dòng đó thì anh em có nhu cầu về dòng nào thì ủng um hộ minh châu rồi video hôm nay minh châu xin tạm dừng ở đây cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chào tạm biệt mọi người